Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào buổi chiều mọi người. Hôm nay mình sẽ làm món bún đậu mắm tôm. Bây giờ là đi siêu thị mua nguyên liệu để làm món bún đậu mắm tôm. Mọi người cùng chờ đón xem nha. 15 phút. Hôm nay là thứ năm nhưng mà công ty cho nghỉ được 4 ngày. Hôm nay là ngày nghỉ đầu tiên. Mỗi ngày mình cố gắng sẽ làm một cái món gì lạ để quay cho mọi người xem. Hôm nay mình sẽ làm món bún đậu mắm tôm nha các bạn. Giờ là mình với anh Dũng đang đi siêu thị để đi mua đồ nguyên liệu. Qua luôn. Ở chỗ này không có đèn xe đèn đỏ nên xe vắng thì qua rồi các bạn. Cái đường này là cái đường huyền thoại, đi hoài, à mà lâu rồi chưa đi đường này ha. Cái đi cái đường tắt bên kia không? Ở đằng kia có cái trường nó đang sửa lại phải. Cũ quá à. Đây sửa lại xây mới à. Để mình quay cho các bạn xem. Chắc ta đang sửa lại. Thấy cái trường này cũ kỹ rồi. Chắc các bạn cũng thấy con đường này quá quen hả. Lúa này bắt đầu lên cao cao các bạn. Đây mình nhanh quay cho các bạn xem. Lúa lên xanh rồi, xanh rồi. Điền tắt nhờ. Điền ruộng đi. Đi siêu thị cá. Hả? Đi mua thịt heo có giá. Ý mua số đồ nữa. Mua tàu hủ nữa. Mà đi nãy gần hơn không? Khỏe hơn không? Đi ông đông người ớn quá. Xương dốc quá căng thẳng. Này mà nhìn trên cao thấy tưởng nó nhỏ xuống đây thấy cao quá. Mà đất khô chứ không có nước. Trên đường đi thì cặp qua đây thấy cái bờ rãnh nước này có ốc không ạ? Ốc bu vàng. Để đi coi coi. Mình Dũng rồi bắt mấy con về luộc thử. Về Việt Nam mình ốc này cho không ăn các bạn ơi. Nhưng qua đây nhìn này thèm. Đây là một cái ruộng của người ta nè. Hả? Đắng rồi. Đó, thóc được nắm nó về luộc ăn thèm quá mà. Đi chợ bỏ hai chiếc xe đằng kia. Đi ra đi, đi xíu xuống dưới mấy cái ruộng dưới kia coi. Thèm ốc các bạn ơi. Quá tội nghiệp. Thằng ở mũi chích nó giờ hết nên nó lứt máu rồi. Các bạn biết cái cây cái lá này là cây gì không? Cái này là cây kiwi các bạn. Nó đâm rau đường này để mình kiếm cái trái cho quay các bạn xem. Đây bạn, cây trái nó trong bụi vậy nè. Đó. Đó, đây là trái kiwi nè. Đã không? Nó chưa chín rồi. Này của nhà người ta. Đi coi thôi. Bầu trời chiều nay khá mưa các bạn ơi. Hình như sắp mưa rồi phải. Đi nãy giờ mà chưa tới siêu thị nữa. Nhà giàu giàu không. Chán làm mấy năm về xây được cái nhà gì cũng được ha. Chắc cả 20 năm. Tới các bạn ơi. Lại là cái siêu thị này. Siêu thị này mình mua cua với ghẹ lúc trước á. Cái này xui quá các bạn ơi. Đi nãy tính ghé xuống quầy cái chỗ rau kìa. Trúng tài. Cho cá giờ quy một đường luôn. Quy một đường luôn. Quá khủng khiếp.
xui thiệt chứ. Học quá. Đi vừa xuống dốc cho nó đi một lẹo xuống luôn. Đây là siêu thị, tạm gọi là siêu thị cá đi. Giờ đây cái nó lạnh liền. Này chỗ bán ghẹ bán đắt không ạ? Còn con à? Mà hết luôn à? Còn ốc không? Còn con một. Còn con một duy nhất. Ôm được đá cái tài quá, rác quá rác. Ủa tàu hủ, tàu hủ. Cái gì vậy? Nãy giờ mua được gì à? Thịt chứ có mẹ gì đâu. Có thịt bằm rồi nè. Này thịt heo nữa. Này thịt gà hả? Quá gì còn có mấy gì. 298 yên. Hay là này thịt gà xay nhuyễn không phải thịt heo à? Gà đục của nó mới trắng nè. Ở Nhật ngộ nha, ở Nhật không bán rau nhưng mà thơm thơm, có mùi nhiều như bên mình nó bán xà lách này kia thôi. Những cái rau không mùi luôn à. Dưa hấu các bạn. Một miếng gì mà nó bán 80 ngàn. Một miếng chút xíu không. Cái dưa này là vỏ bao mỏng luôn các bạn. Ngon cực kỳ luôn. Dưa lưới nè. Dưa lưới ruột vàng. Ồ đây nó thơm mùi dưa lưới cũng khiếp. Mua chút xíu các bạn, mình mua một miếng thịt, hai hộp thịt gà bầm, một miếng thịt heo, một miếng thịt heo rồi bạn. Còn một miếng nữa mình mua riêng để giờ mình nấu cơm ăn. Mua sơ sơ thôi mà cũng xe máy. Giờ mình qua siêu thị Aeon để mua thêm tàu hủ với này kia, thêm một số đồ nữa các bạn. Nó mới đủ. Chắc mua thêm thịt heo bằm, tàu hủ, rau nè. Chắc vậy. Bây giờ mình xuất phát qua Aeon các bạn. Aeon thì sát bên đây à, quẹo qua cua này tới rồi. Không gặp. Còn đây là không khí bên Aeon. Bên đây nhiều người hơn. Bởi vì đây bán nhiều đồ không mà có điều ngại đi. Giờ dịch bệnh đi nhiều người ớn quá. Nó đi dạ. Chỗ cam này ngon các bạn. Mua đậu hũ các bạn ạ. Mua đậu hũ ta chiên sẵn, về chiên lại cho giòn. Đậu hũ nó mình siêu rồi. Chiên mình lâu. Non hả? Còn non à? Ở trong non. Bữa anh Đạt nó đi siêu thị là như nó có ghẹ phải. Đây cá nó làm khô sao nó ướp gia vị luôn các bạn. Ở dưới đó, cái này thịt bò, thịt bò. Này là heo bằm á. Cái chữ này là chữ lợn, bùi tàn.
3 hộp luôn à. Thằng máu thế. Bảo biết ý đồ không? Thấy chưa? Xíu đó. Chào mừng ông Phiếu các bạn ơi, ghê thiệt. こちらのブルーはちょっと使えないんですよ。こちらだけしか使えないので、1枚しかないんですけど、いいですか？はい、すいません。あ、あとこれもう1枚。 よろしいですか。はい、わかりました。こちらからも1枚取らせてもらいます。2枚でありがとうございます。ゲーテ。ゲーテ。最高フィウ。最高フィウ。え、カットの金額、キーディスフェイヤーニャットは。はい、じゃあ、ガンキフィウのね。 Mình sẽ bỏ tiền vào trong cái khay này nè, tự nó tính luôn, không còn dư bao nhiêu nó tự nói ra cho mình luôn. Ok, đi rồi là đi rồi, kích cầu không? Rồi chỉ vậy thôi các bạn, siêu thị đi mua có tí đồ thôi mà mấy nhiều đồ lặt vặt á, cho nên mua nó hơi lâu xíu. Ở đây có bán cây cho tiệm nè. Trời đẹp ghê. Ghê ghê. 297 yên. Nó lại hợp lý á. Mua này về tặng thằng này liền Dũng. Ớt nè. Một trái xem 3, 2 trái 2,5 trời đâu rẻ. Ý là ăn nhiều người thì mua trái bự. Trái bự ngợi tiền hơn. Còn con tay hấu mà nhìn cái tay. Cái tay không. Cái này 1 sen 1,5 sen. Xe rưỡi một trái. Ủa mới xem 3, xem rưỡi. Nhưng mà chất lượng nó khác nha. Nó lại khác nha. Nhìn cái dưa hấu là biết liền. Này nó ngang ngửa nhau. Hiểu nó khác thấy không? Chất lượng nó khác qua kích cỡ. Mình cái nào à? Đúng cái mẹ luôn. Khó phát là đúng không biết. Trái này ngon nè, trái này ngon cực kỳ luôn. Ngắt luôn. Bóp 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 luôn. Đó, nghe nào, nghe nào, nghe nào. Lụm đây là đi. Rồi, lụm đi. Trời, chia 5 xe 7 mà. Lụm về chia em nửa trái cũng được. Ăn nửa trái. Mua xong trái dưa hấu các bạn. Trái dưa hấu này tầm 3-4kg vậy á. Giá 1,3 cent. Khoảng 250 ngàn thì Việt Nam. Ăn cho nó đã. Về đến nhà các bạn ơi. Bây giờ chuẩn bị lên soạn đồ ra để chế biến thôi. Rồi tiếp tục nha. Mọi người đừng tắt video nha.